Mua tài khoản Liên Quân Mobile uy tín, giá rẻ tại shopmobileviet.vn. Hello, chào bạn, trưa nay mình chơi con khỉ thì tối nay mình chơi con cáo. Cáo và khỉ đều là động vật hoang dã trong rừng. Hết vào rừng thì sẽ phát huy được sức mạnh như kiểu cáo gặp nước không? Cá gặp nước. Đi rừng với cái tốc độ bàn thờ 1 phút 11 giây lên level 4. Nhanh hơn những vị tướng đi rừng, đặc biệt là Murad team bạn tầm 20 giây và thậm chí nhiều hơn. Đấy, và mình sẽ có cơ hội ép trụ rất sớm. Và đặc biệt nếu anh em ép trụ đường rồng được thì càng tốt hơn, bởi vì trụ đường rồng không có miễn thương trong 3 phút đầu giống trụ đường tà thần. Dùng chiêu cuối này ép. Bởi vì dùng chiêu cuối ép mà team bạn có người thủ thì vẫn ép rất là dễ, mà không có người thủ thì thôi rồi. Dí chiêu một vào trụ bắn vài phát là xong cái trụ rồi. 4 phát nổ trụ luôn. Ở phía trên là hình như con gấu thì mình thua con khỉ. Gấu thua khỉ thì cũng hơi căng anh em ơi, có lẽ là khỉ hơi hên. Khỉ chí mạng nổ đam liên tục thì có lẽ là gấu thua. Và bình tĩnh nha, gấu đợi mình lên ganh này. Rồi, rồi, chạy vào đó, chạy nhanh lên. Để mình đánh, 3 này. Bòm, ôi không đủ đam. Tiếc ghê. Ôi trời ơi, gấu lại bị khỉ đập rồi. Rồi này, chạy đâu mà bự ấy. Thôi anh khỉ ơi. Ôm mà chuối. Thật là buồn quá anh em ơi. Thực sự là. Mình tính pha đó có giết được Alice chắc cú rồi. Lao chiêu 2 lên. Không ngờ là con khỉ nó tàng hình nó đến anh em ơi. Đen quá đi. Gấu không kèm được khỉ, thành ra khỉ đang khá là lộng hành. Vừa nhắc cái con khỉ buổi trưa mà khỉ gặp ngay con khỉ. Còn là đánh khỉ rồi. Anh gấu như đúng rồi. Rồi hay quá, chắc chắn là Alice lên bản đối số và mạng cho cáo của chúng ta. Hôm nay mình sẽ lên đồ cáo siêu thanh, phong cách nó khác biệt nha. Mình sẽ lên đồ cấp 2 đi đường rồi. Sau đó mình sẽ lên những món đồ xuyên giáp để phá trụ nhanh hơn. Một đồ tốc đánh là kiếm pha ly, để lấy tốc đánh để là kích hoạt cái kiếp nổ nhanh hơn. Rồi đây, chạy đâu bạn ơi. Có mà chạy lên quận nha. Tốc độ tiêu diệt tướng địch này rất là nhanh khi các bạn dí chiêu 1, sau đó các bạn ném chiêu cuối vào người. Hoặc là ném chiêu cuối hoặc là dí xong rồi dí chiêu 1. Rất nhanh. Và cố gắng là dùng chiêu 2 làm sao mà để có tầm nhìn nha, như kiểu mình đâm đầu vào bụi cỏ những video là hơi sai đấy. Rồi, hai con rồng, một trụ vào team. Gấu đừng để khỉ hành nữa nha. Bạn mà để khỉ hành nữa thì thôi đồ đấy, không đánh được đâu. Rồi, lôi điểu có mạng, hay quá. Vừa nói xong, anh khỉ chúng ta bá đạo luôn. Biết ngộ không rồi. Khi neo đánh đơn, sợ nhất những bạn mà bị thua lên rất nhiều như vậy sẽ khiến team vô cùng khó đánh. Rất may mình cướp được cái combo đỏ của Murad rồi. Murad team bạn cũng không xanh sao gì. Rồi. Ôi, bạn đau quá. Khi đánh cáo siêu thanh thì các bạn phải ăn tà thần thật sớm, và thậm chí khi nó ra là các bạn phải ăn luôn. Ở phiên bản hiện tại là phút thứ 8 sẽ ra, phiên bản tiếp theo phút thứ 7 sẽ ra tà thần. Đấy. Mà các phiên bản tiếp theo thì con rồng, một con
nó vô cùng quan trọng. Con tà thần cũng rất là mạnh khi con rồng mặt Dexter được tăng sức mạnh. Thành ra là cáo trong phiên bản tiếp theo thì mình có nghĩ là sẽ trở lại với anh em thôi. Cái thông tin tăng sức mạnh thì hình như là không có tăng sức mạnh. Rồi đây thả thính nha, thả thính, thính. Rồi. Ui, không đủ đam. Tiếc ghê. Tính của đấy thính sâu, đút sâu hơn tí nữa thì có khi là được hơi lông. Thôi đừng chửi bạn đấy. Thực sự là bị con khỉ nó hành thì cái cảm giác là vô cùng tồi tệ rồi. Mà đừng chửi bạn đấy. Để cho bạn đấy đánh nha. Chạy vẫn bị kim nổ đập nổ đam chết kìa. Rồi choáng bạn ơi, choáng. Ui tiếc thế. Thôi xong rồi. Ở đấy bạn chỉ cần choáng lại 1 giây thôi là mình đánh thường đủ nổ đam là chắc chắn là Violet lên bản điểm số. Tập trung đánh nha, đừng có tập trung chửi tim. Ui thôi Adeter ơi. Bạn chết, bạn rảnh quá là bạn ấn nút đầu hàng. Căng ở nhà. Rất là căng. Ngộ không xanh rồi đó, điều gì đó là vô cùng tồi tệ rồi. Uầy, một ảo chả mình gần ngất luôn. Điểm mạnh của mình không phải là giao tranh, thành ra anh em không nên đến giao tranh quá sớm. Bây giờ đến thì lại quá thơm này. Không đủ đam đâu bạn ơi. Cố gắng ăn mục tiêu lớn, ép trụ. Đó mới là kế sách thượng thừa khi chúng ta chơi cáo nha. Bằng việc bạn ăn rồng như thế này, ăn liên tiếp rất nhiều con rồng như thế này thì team sẽ dần dần có lợi thế với vàng. Thậm chí là Zuka bị ngộ công hành nãy giờ, bạn đấy vẫn có nhiều vàng. Và khi Zuka đủ đồ rồi thì hoàn toàn có thể ăn ngược lại ngộ không. Rồi, mình xin cái trụ thôi mà. Xin trụ hơn xương hơn mạng của bé Elite nha. Cấp cứu thì cũng không có chạy được đâu. Và tiếp theo là một cái đồ bảo mệnh là điểm đoạt mệnh, tránh tình trạng là anh khỉ ngộ không sốc đa một phát chết luôn. Ok, phút thứ 8 rồi nha, mình sẽ solo tà thần rồi anh em thấy đây. Quá dễ luôn. Và khi đánh cáo siêu thanh thì anh em dùng bằng học 21% tốc đánh. Rồi bạn ấy đổ đam chết rồi, không cần phải cố vậy đâu. Không sao, cho gấu ăn mạng. Cùng là sống trong rừng với nhau, gấu và cáo. Tập trung các bạn ơi, tập trung đường giữa để mình thả con rồng này. Ở đeo đánh đơn rất là khổ bởi vì mọi người không hiểu ý nhau. Đây là cái điều mà khiến chúng ta cứ trận thắng trận thua. Rất là căng anh em ạ. Thành ra mình luôn nhắc anh em là lập một cái team để chơi cùng nhau thì neo danh sẽ dễ hơn. Và còn tránh được tình trạng là ức chế nữa, do là không hiểu ý nhau dẫn đến thua đáng tiếc. Rồi hay quá. Pha solo kill người thắng chắc chắn là Tunian, tuyệt vời rồi. Bởi vì Murat team bạn cũng bị phế mà. Team mình gấu phế thì bạn đấy được ở đây cứ kỳ kiểu ôi tôm thế này. Mình xin. Tiếp tục nè. Ôi bạn ấy chạy nhanh quá. Các bạn thấy cáo siêu thanh máu rất là yếu. Cái tình trạng bốc hơ cũng rất là nhanh. Nên khi đánh cáo anh em phải thật nhanh tay nha. Nhất là khi bị áp sát là anh em phải dùng chiêu 2 quay lướt trở về thật nhanh. Vừa có khả năng là lấy được sát thương của tướng địch trong lúc bay, vừa lùi lại được và tướng địch truy sát anh em thì dính cái vệt
việc anh em vừa xẹt qua ấy và gây làm chậm và gây sát thương vật lý liên tục. Nói chung chiêu 2 làm chiêu rất là mạnh và các bạn phải dùng thật chuẩn nha. Nhiều khi là chúng ta có thể lao lên để sốc đam, bởi vì trong cái thời gian lao lên anh em được miễn thương mà. Ôi bị phát hiện. Nhưng mà hạn chế dùng chiêu 2 lao lên nha. Thường thì mình sẽ giữ chiêu 2 phòng thân. Làm gì cũng phải để cái cửa lui cho chúng ta, không để dùng hết các chiêu thức được. Không có đường lui thì chắc chắn là sấp mặt rồi. Bây giờ phải đợi chờ team bạn có sai lầm thôi, chứ đẩy thẳng là rất là khó, vì team mình cũng vốn là không tập trung hết rồi. Rồi kỳ ngộ không, may quá bạn ấy không đập mình, mà đập mình thì chắc chắn là chết, mình có cái quyền năng hắc ám mà. Ui Violet bắn gắt quá, toàn chí mạng thôi. Ép được hết dàn trụ rồi mà chưa phá ra cái trụ đường nào. Đây có cơ hội này bạn ơi, vào đây phá trụ của mình nè. Rồi bạn ấy đi bắt Murad, hay quá. Mà mình cũng không đủ đam phá trụ rồi. Ăn sạch rừng nha, ăn sạch rừng xong. Chiến thuật của mình hiện tại đó là đợi con tà thần ra, mình ăn tà thần, mình thả đồng rồi. Đó là chiến thuật của Mô Việt hiện tại khi đánh cáo siêu thanh, bởi vì team không có tập trung rất là khó chơi. Team mình mà tập trung thì có Aether đi cùng với Sivira, vừa cấu rỉa vừa khống chế tốt. Đấy ba, chạy nhanh. Ui không được rồi. Đẩy đến cao lên thì chuẩn bị ăn tà thần nha anh em ơi. Rồi xong Aether đi lẻ và bạn ấy sắp mặt rồi. Đừng lên quá cao bởi vì bạn cầm Aether mà. Murad này, lao ngược lên né được sát thương chiêu cuối. Hay quá. Tuyệt vời anh em ơi. Ôi, sao bạn biết là mình đang đợi kinh công? Cái chuyện mà team mình đã dự định lên kế hoạch từ 1000 năm trước rồi. Đúng rồi. Ôi, mọi người này còn nội chiến thuật thế này, bị cướp thì làm sao? Rất may là Murad team bạn lên bảng số rồi. Không thì không ăn được con tà thần này dễ dàng như vậy đâu. Rồi, có thì khỉ ăn nha. Ép luôn, đi ăn chỗ này các bạn ơi. Rồi, Violet solo kill à. Mình xanh như thế này, bạn dám solo mình cũng sợ luôn ý. Ok, đẩy thẳng luôn. Ui, có hack não không thành công nha. Rồi, tuyệt vời. Như vậy trận đấu kết thúc đây thôi. Mặc dù khá khó khăn nhưng mà chiến thuật đó là ăn mục tiêu lớn, cáo chúng ta đã thành công. Video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Quanh quanh có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.